Nhung hưu là một trong tứ đại danh dược bổ dưỡng bao gồm sâm, nhung, quế, phụ, được nhiều người lựa chọn để bồi bổ sức khỏe và chữa bệnh. Tự Hào là một trong những trang trại nhung hưu lâu năm, trang trại hưu sao Ân Hoa đã tạo được niềm tin với khách hàng trên rất nhiều các tỉnh thành trong cả nước về dịch vụ cung cấp nhung hưu, con giống và hưu thịt. Trang trại hưu sao Ân Hoa là cơ sở uy tín lâu năm. Từ những ngày đầu với số lượng đàn hưu chỉ đếm trên đầu ngón tay, đến nay số lượng đã được nhân rộng và phát triển thêm, đảm bảo cung cấp mọi nhu cầu cho bà con chăn nuôi hưu trong cả nước. Đến với trang trại chăn nuôi hưu sao Ân Hoa, quý khách hàng sẽ được tư vấn và chọn mua nhung hưu đúng loại phù hợp nhất, không sợ kém chất lượng vì được xem và cắt trực tiếp tại chuồng trại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi luôn cải tiến về chuồng trại, về cách chăm sóc và đặc biệt là nguồn thức ăn sạch dồi dào trồng tại trang trại, sao cho lộc nhung đạt được chất lượng tốt nhất. Nhung hưu tại trang trại hưu sao Ân Hoa dài từ 5cm đến 20cm, mặt ngoài phủ một lớp lông tơ mịn. Thời gian nhung bắt đầu mọc khoảng từ 30 đến 45 ngày là được cắt. Trọng lượng mỗi cặp nhung hưu từ 0,2 kg đến 2 kg. Chúng tôi thu hoạch từ những con hưu khỏe mạnh nhất với đa dạng sản phẩm như nhung tươi, lộc nhung khô, lộc nhung ngâm mật ong, ngâm rượu, thịt hưu tươi. Thịt hưu tươi được sơ chế và bảo quản cẩn thận. Trường hợp quý khách hàng bận không đến được, chúng tôi sẽ cắt và trực tiếp giao dịch với quý khách qua hai hệ thống Zalo và Messenger và sau đó giao hàng tận nơi theo yêu cầu của quý vị. Bên cạnh nhung hưu, trang trại hưu sao Ân Hoa đang là nơi cung cấp hưu sao giống hàng đầu cho các trang trại trên toàn quốc. Con giống của chúng tôi có thể làm hài lòng tất cả mọi khách hàng khó tính nhất. Chúng tôi cung cấp giống hưu đực con, hưu cái con có độ tuổi từ 8 tháng đến 1 năm tuổi. Từ những giống hưu bố mẹ tốt nhất khỏe mạnh, những con hưu sao giống tại trang trại đều được tiêm phòng đều đặn, được chăm sóc và huấn luyện tốt từ bé, giúp hưu mạnh dạn, thuần người nuôi. Khi mua hưu tại trang trại hưu sao Ân Hoa, quý khách còn được hướng dẫn cách xây chuồng trại, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hưu theo kinh nghiệm đúc kết lâu năm từ thức ăn, nước uống, sinh hoạt của hưu, kỹ thuật cắt nhung, thu hoạch gạc hưu. Trang trại hưu sao Ân Hoa luôn đặt chữ tín lên hàng đầu với mục tiêu cùng cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao nhất cùng chế độ hậu mãi cực tốt và mức giá vô cùng hấp dẫn. Mọi thông tin về chúng tôi xin liên hệ trang trại hưu sao Ân Hoa, địa chỉ thôn Đồi Chè, Phú Lộc, Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, cách ngã Bà Rịa 250m, quốc lộ 45 đường đi Thanh Hóa. Hotline 0378 182 197, 0856 439 784. Trân trọng cảm ơn quý khách đã luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm do chúng tôi cung cấp trong suốt thời gian qua.